Xin chào các bạn, mời các bạn nghe các anh chị hát thi giao duyên nhé. Hai chị gái Lộc Bình xinh xinh này. Thôi mà. Hai chị đang mời các anh hát đấy. Các anh chị đi ăn mừng nhà mới ở trong xã gì nhỉ? Xã gì quên rồi. Tam Phục của huyện của thôn Tam Phục, xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình. Cứ toàn quên thôn thôi. Đấy, ô tô đi rồi, hát ngon rồi. Đấy, mấy chị này đi nhanh thế. Bắc Giang gần đó mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hoàn phục đi đi bắt ngang chị. Có gì nhỉ? Nào đi nhá. Có số em rồi, có gì gọi em ấy nhé. Em phải sắp xếp chỗ ngồi mới được. Vâng. Được. Sắp xếp chỗ ngồi được mà. Ngài nhà na ca xin lỡ lẽ chỉ ca lẽ ơi ban à. Ngài nhà na ok lỡ thẹn tôi ăn lẽ thẹn tôi ơi. Ngài nhà na bác gái lỡ cất rơi ăn lang ơi chung áo. Nhà na có tay lên mưa lòng ơi phẳng lẻ mưa lòng phơi. Nhà na có tay. Thì này ăn phẳng tay lá phèn. Nhà na thì này lỡ ăn phẳng lá tay ơi lá phèn. Ngài nhà na bố hãy lỡ tè chơi bay để hạ tè chơi ơi nhà na thì phàm nhà na rót phi lên nhắc bay ở đây ơi sơ sài nhà na lỡ tay lỡ tem lô ơi bay để hạ tem lô bơ ngài nhà na ngân lon lỡ sơ bố hát thì đỡ sơ đề ngài nhà na sóng bèn lỡ tổ này ơi mà lẽ hát cây nơi mới ngài nhà na sư la nhà na ba đê bơ sơ ba la đê bơ chép đê.
Ngài nhà nó đắp theo nó mà tăng ơi sơ lẽ
Hay quá. Chim hót trên cành như vậy. Trên cây chim hót réo von. Ở bên đường thì bướm bay rập rờn. Đi theo và nghe tiếp. Anh chỉ đi xe máy thôi, ra nghe tiếp. Yeah, and I bet my neck will be new.
Trai kia cứ đuổi theo để nghe thôi. Đang muốn nghe. Đang muốn nghe à? Thì đi theo một đoạn xong nghe. Ngài nhà na bác kính lớn nơi lô cơ nhớ lê à đời lá nhớ nhà na bác đã lớn tết thiên na dê ngơi cơm cơ phá lệ mưa thống nước. Yeah, 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 vâng. Thế này là nghiện lắm rồi. Không. Nghỉ đi. Đang hay anh ơi. Hả? Đang hay. Chia tay lắm không được. Chia tay rồi. Chia tay rồi nhưng mà thế này mày về đến nhà lại mỡ à? Nhà na ba tê lỡ tớ tớ má kì ơi bán cô. Ba tê đi dạy ra. Vâng ạ. Anh về nhá. Nhà na có chị lỡ cần chú ơi mơ. Chú bảo nha. Ây ôi. Mà chụp ảnh. Mấy phút nữa ra bên ngoài kia là được rồi. Đang hay nằm than lây rồi sao về được anh? Nhà na bán phục lỡ phải ở cả hàng ơi kinh càng kinh cao đai nhà na cá bán nữ sang lao ơi lăng lẽ sang lao lơi nhà na sơn đá ai nhà na ta lỡ áo sơ mát kia ơi bán là nhà ai nào thế đời sống bụi lăng lẽ sống mì lơi nhà ai nào chính ba nhà ai nhà nào bán phục lỡ hào coi thà nơi bán phục con muỗi con muỗi nhà ai nhà nào hàng ở coi tố ơi hằn lẽ coi tố ơi Kéo cả là ngu á.
Ngài nhà na li li lơ na đai ơi lum lê na đai lơ. Ngài na sư na. Yeah, na phải mở lên bố tí à chiều ơi văn man. Yeah, na sẽ chia lên bố anh ơi nhớ để em đi học nhớ. Yeah, na văn ai. Yeah, nhà na bên trên nó thèm pia li ơi châu khơ. Từ từ sắp đến rồi. Ủa, cháy rừng rồi. Cháy rừng rồi, cháy rừng rồi. Ngài là nhói mơ.
phải mơ lỡ mi tì à cô ơi mi tì. Ngài nhà nà kinh dấu lỡ một chỗ ơi mơ lẽ một cái mơ. Ngài nhà nà phải mở lơ mi tì à chiều ơi hết kì. Ngài nhà nà vui vẻ lơ bay lũ ơi bay cao ơi nhà nhỏ ơi mi xin đi cầu bạn ơi nhà mi xin lên bay cao ba phẳng ơi bạn ơi nhà nào ơi dư ngài nhà na tam bê đỡ dù chàng tí ơi cho cơ ngài nhà na lì lì lỡ lùng xa ơi không cho các anh về rồi lẹ lùng xa ơi không cho các anh về đâu nhỉ tối ngủ đây luôn ngài nhà na lông lắm đôi theo phai anh na ơi phi ơi ngài nhà na nhắc má đưa áo thêm ơi bắt tay nhưng chưa cho về. Tôi này ở đây uống rượu ăn cơm ơi. Anh Bắc Giang về đã. Năm phút cũng được. chia tay nằm tha lây rồi, nước mắt tuôn rồi đấy, nước mắt chảy đến rồi đấy, mướp treo lùng lẳng ở ngoài kia kìa. Ngài nhà nào ai ở bồ đại ơi, lê an đại ơi.
Nam Bô Mi. เป็นมวยวายเนี่ยนะ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 เป็นม
Yeah.
cắm kéo nữa khâu bay ơi xa lia khâu bay sơi ơi nó thích nghe một tí tôi mà thích nghe hát xi một tí thôi nhà là cắm kéo nữa khâu bay ơi tay ơi sư con nhà là lấy máy nơi tóc sưởi ba lia tóc sưởi nhà là đây là lưỡi cặp tay bảo cứ nhà ngô nhà là tăng lên được cao ơi lên để ăn được kỹ lên nhà là kéo xa tiếng ngủ với sao ấy nhà là đây là lưỡi cặp tay bảo cứ bên người nơi tôi chiều đã lìa tôi nhỏ đời là kéo xa hát đến tối nhá lại tiếng thế hai chị xinh nhưng mà không quay còn hát được lâu nữa không tiếng. Nửa tiếng nữa thôi một xu ơi mơ lấy một cái mơ xinh à tôi đang ngủ đây. Mì lê móc lòng ơi ta lê móc lòng ơi ai ta
nhạc anh giáo hả? Sao gì? Đã tổ bà 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 tổ bà
ca sinh nó sang bồ đa kèo ơi hân vang văn văn xin tướng vương ngài nhà na sang lẽ lối sao lô cơ như lẽ sao lại như là an tì nhai nhà na sơ cơ nơ du chạy á sang ơi pa căng nhai nhà na sắc tóc nơ sơ bồ ơi lum lẻ sơ mi lơ nhai à na mi phi nhai nhà na bồ lá lơ lô con đa kèo ơi sơ dô ai nhà na phải té lơ nhang hắn lơ như lẻ nhang ọp như ai na sư na ai nhà na mi liếm lơ bê khâu áp thăng ư bê mơ ai nhà na nằm nằm lơ sao na lơ lẻ nằm na lơ ai nhà na phải lú lú cả mà là tăng ư sư coi ai nhà na lòng ngắm ư phải nặng ư lư lê à phải phải lư ai nhà na thu lư ai nhà na tăng lư lư tay lại gắm mà nư sư coi lòng nhắm lời ăn thu ơi nữ lời ăn thang nữ ơi ai ăn ăn thịt nhì ai nhà na lô lên nữ ca tình ngà linh ơi sô nhàng ai nhà na dù chính nữ chính ngà ơi nhớ lời ăn chính ngò nhớ ai ăn ăn thịt nhì tích xa nơi vắng kia dễ đôi văn vàng ngài nhà na phá đẻ đôi in ngầu ơi như lẻ in là như ai nhà na đại phê ngài nhà na phá nóng với lô phá na nhà ơi. Nhòi ơi, kinh độ bình an nhé. Nhòi ơi, nhòi ơi. Không biết là... biết ơi, không muốn gì nhỉ. Nhòi, là kết quả lời tối này à kì ơ, sao à. Nhòi, là bố lý lời lúc nhòi ơi, lẻ lúc dìm ơi. Ngài nhà na mà ăn nữa lũ chàng à bà ơi mà ăn ngài nhà na thả nà nữa sơ nà nơi lũng lê à sơ nà nơi ngài nhà na đẹp bè ngài nhà na thú nọc lê lọc tù á dê ơi tì bè
Ngày anh à phải chiều đôi hát tiêu ơi mà lẹ nắm tiêu mươi mấy tiểu hà diệu hơi diệu ngày anh à sơ sơ ngày nhà nà bên bay lưỡi chắp bạc tàng ơi khấn ơn ngày nhà nà long lang ở đây tôi ăn lẹ ở đây tôi anh đây hôm nay anh tu à về nơi nào bài nhai nhà nam về đây miền sau xứ địa miền phan rơi chân mưa non liều nó cũng đi vào ra cũng đi vào đấy nhai 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 anh đã phải mở lưỡi số đầy ác kia ra về xin hào lòng nam mơ nhai anh đã xin hào lưỡi lòng nam mơ mơ lẻ nó cài mơ nhai anh đã hơn non nhai anh đã bố đã cơ sĩ sai anh yêu sĩ sơ ngài nhà na tin ma lấy ông tăng ơi bay lấy ông tăng bay hơn non bồ đạo thì dựng nắc bực ngài nhà na bồ đạo nữa thì say á sơ nắc bực ngài nhà na sắp về lấy cây ăn ư xa lấy tổ ăn ư ngài nhà na hơn non ngài nhà na bố đắc lỡ mực cái áp phạt ơi chi bà ngài nhà na đấy cả bớt tổ lũ khơ như lẽ tổ lại như ngài nhà na hơn non ngài nhà na bố đắc lỡ thì thầy anh yêu tổ à 5:15 sớm là sóng phi lơi ca lại ơi đi à ca gì ơi ngài anh thế ngàn ngài nhà na xin sáng lơi nhỏ cơn na bơi tô à ngài nhà na tô ba cái lục na ơi lấy à phi ơi ơi ngài anh sóng à ngài nhà na ca sĩ lơ lê tổ áp ba ơi bồ đào ngài nhà na bố mạc lơ ao làng ơi dài lê ao làng rơi ngài nhà na mê thê ngài nhà na sĩ lòng nó tổ này ai kia ơi bồ sài ngài nhà na mắc mi lớn sông đai ơi ơi lấy áp phi ơi ơi ngài nhà na bồ ba các chị gần phổ lý ngài nhà na bước chế lớn thêm phi á lý ơi giáo ơi ngài nhà tầm trên thắng mà à không ạ ngài nhà na sông phi lớn sơn à lơi lâm sơn chỉ lấy á sơn à lơi ngài nhà na ba ca ngài nhà na bố lúm nó dù bay à liều ơi hắn hơn mà vẫn chỉ sang tô lùng ngài nhà na sao kêu nó tắc bay ơi ơi lẽ ta có ơi ngài nhà na sinh ai ngài nhà na ca sĩ lời bố bên á chi ơi hè đường ngài nhà na liều phi lơ nhoi ơi ra lẻ la mười ơi ngài na mê thêm ngài nhà na mê thêm ngài nhà na mê thêm ngài liều ơi anh ơi ngài nhà na lúc mê lơ tọc lúc ơi lẻ à
sơn ai nhà nào không sớm lời ăn tia càng ơi ta ơi nhà nào phan lắng nơi tu lắng ơi lia ba lắng ơi nhà nhà nhớ cứ nữa ông tia càng ơi ông khen nhà nhà không mà lấy gì ơi na lấy gì nơi nhà nhà nan tê nhà 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 không sửa nữa ông sửa càng ơi cứ nữa nhai nhà là ăn hớn đó dù hèn à lô ơi mi lang nhai nhà là căn cố lớn nhoi ơi ra lìa là mới ơi nhai ăn ăn hớn nhai nhà là trong sơ lô dù hèn à lô ơi ăn hớn nhà là ăn hấu lưỡi ăn hấu đá ta nơi ba càng nhà là bên hấu lưỡi môi da ơi lùm lìa nhòi da rơi nhai nhà là ba điểm nơi sơ sùng mà để vỡ chế đi nhai nhà là phim mưa nơi cá lai ôi ôi lẻ cá rêu ơi ừ đấy nà ừ với lộ các chị về thật vơ bye bye chị nhá vâng em chào các anh nhá cảm ơn các anh các chị về rồi các chị đi xe nhanh quá là vun vút luôn các anh chị HC chia tay hay quá video sẽ dừng tại đây nhé cảm ơn Pì Nọng đã xem xin tạm biệt Pì Nọng hẹn gặp lại Pì Nọng ở video lần sau nhé bye bye nên bác này cứ đi theo để nghe mãi đấy bác không quen đâu nhưng mà bác cứ đi theo để nghe đấy bye bye.